Xin chào các bạn đến với chương trình Em yêu khoa học của ông vật lý. Hôm nay tôi tiếp theo cái video clip lần trước là ESP 8266, chúng ta có thể làm được gì. Thì khi đó chỉ là ý tưởng, còn hôm nay tôi đã hoàn thành một cái sản phẩm đầu tay. Cái này có thể gọi là IoT, mà dùng cái sản phẩm này nó gồm là dùng điện thoại, các thiết bị thông minh để điều khiển đến một cái bộ điều khiển. Thành phần chính trong này là cái con ESP 8266, chập nữa tôi sẽ dở hộp các bạn xem. Rồi đầu ra là các cái thiết bị, ở đây là có 4 thiết bị. Một cái quạt, rồi một cái đèn và một cái quạt khác, và trên đây là một cái chuông báo đó. Như vậy tôi sẽ dùng cái điện thoại smartphone, tôi sẽ vào một cái app, và nó cái app này tôi đã đăng nhập sẵn đó. Và tôi nhìn lên đó thì cái giao diện của nó là góc trái đây sẽ có một cái nút chớp tắt để báo cái tình trạng kết nối internet. Rồi trên màn hình thì sẽ có 4 cái nút điều khiển. Hiện tại thì cái quạt đang hoạt động, người ta muốn tắt nó đi thì ta bấm vào đây. Đó, thì cái quạt nó đã dừng. Ta mở lại thì ta nhấn. Và kế bên là một cái con led màu xanh để báo là nó đã nhận được chưa. Khi mà nó nhận được, nó đã điều khiển được thì nó sẽ gửi cái led màu xanh lên để báo là đã nhận được cái bộ điều khiển ESP 8266 này, nó đã nhận được cái tín hiệu từ cái smartphone mình gửi xuống, tức là bật cái quạt phòng ngủ. Tôi đặt là bật đèn phòng ngủ. Ta sẽ lần lượt điều khiển cái đèn xem. Đấy, khi mà đèn bật thì bên đây cái led nó phản hồi, như vậy led nó gửi lại tín hiệu hơi chậm. Rồi ta bật cái quạt hút. Tôi đặt cái quạt này là quạt hút. Thì cái quạt nó chạy. Và để ý kỹ thì tôi đang dùng mạng 4G để điều khiển. Như vậy là tôi có thể ở tất cả bất kỳ nơi đâu mà kết nối được với internet thì tôi điều khiển được cái 4 cái nút nhấn này. Và tôi sẽ điều khiển cái chuông. Tôi thấy cái chuông, bấm giữ cái chuông, bấm giữ đó, buông ra thì nó tắt. Bấm giữ đó, tắt. Và như vậy đây là một cái hình thức điều khiển người ta gọi là Internet of Things, có nghĩa là bây giờ nó nghe cụm từ tắt nó là IoT mà người ta hay nói tới, tức là dùng cái thiết bị máy tính smartphone để kết nối internet và điều khiển các cái thiết bị mà có thể ở bất kỳ nơi đâu, có thể ở nước ngoài vẫn có thể điều khiển được cái thiết bị này, miễn là chúng ta có cái app này. Thì cái app này thì muốn sử dụng thì tôi sẽ đăng xuất ra, chúng ta sẽ xem. Đăng xuất ra cái này tôi đăng xuất ra. Và để mà thay đổi cái tình trạng của các cái nút bấm này thì ta sẽ dừng cái chương trình này lại. Tôi có một tay dừng chương trình này lại thì nó sẽ hiện lên đây. Hồi nãy là các cái chữ
ghi rõ, giờ nó chuyển lại màn hình góc V4 đó, thì tôi có thể thay đổi cái thông tin trên cái nút bấm ở đây là bật chuông tắt chuông, thì có thể tôi thay đổi là on off, hoặc là tôi chuyển từ chế độ bus sang chế độ switch, là chỉ cần là tôi không cần nhấn giữ mà chỉ cần là nhấn rồi nhả ra thì nó sẽ chuông sẽ kêu, tôi nhấn vô một cái nữa thì chuông nó sẽ tắt, còn đang ở chế độ bus thì có nghĩa là nhấn giữ thì nó mới chuông nó mới kêu. Ta set up xong ta quay lại màn hình chính rồi ta bấm cho nó chạy đó. Và bây giờ nó lại trở lại cái giao diện cho người dùng, ví dụ như ta bấm chuông thì ta giữ nó, nó buông ra thì ta tắt, giữ nó buông là tắt. Còn cái đèn này, đèn là nó hoạt động ở chế độ, tức là nãy là chuông là bus, còn cái chế độ này chế độ switch, có nghĩa là nhấn thì nhả ra thì nó tắt đèn, còn nhấn vào thì nhấn hai cái rồi đèn bật lên đó. Ta có thể tắt cái quạt này bằng cách là nhấn cái nút này đó. Và led trạng thái bên nó tắt, còn khi ta bật lên thì nét led trạng thái nó sẽ sáng. Và cái app này thì dùng tài khoản Google, một cái tài khoản Gmail để đăng ký với Blink, thì nó sẽ cho một cái tài khoản gọi là không có tốn tiền trong một cái khoản, ví dụ như ta xài bốn cái nút nhấn này với các cái đồng hồ hẹn giờ. Thì tôi đây thì chỉ lấy được 3 cái đồng hồ hẹn giờ và 4 cái nút nhấn với 4 con led trạng thái, thì nó đã hết cái dùng miễn phí. Muốn sử dụng thêm nút bấm thì bắt buộc phải nạp thêm tiền đó. Và như mình thì nhu cầu không nhiều thì 4 nút bấm và các cái trạng thái trên này thì là đủ rồi. Rồi thì cái tại sao tôi lại thiết kế cái chuông ở đây làm gì? Thì cái chuông báo này có thể là tôi sẽ dùng để làm báo chuông, để bấm chuông ở nhà, hoặc là có thể là cài giờ báo thức. Ở trên màn hình ta thấy có cái để set cái giờ báo thức, một tay không làm được. Rồi ta set cái giờ báo thức, ta có thể chọn giờ báo thức theo giờ thật, ví dụ như là bây giờ là 20:21 thì tôi chọn 20:23 đi, 20:23 là bắt đầu nó bật lên, 23:23 nó bật lên. Ok, tôi sẽ cho nó bật lên trong 2 giây, thì là 20:23, làm chậm là nó tới giờ luôn rồi. Rồi 2 phút, rồi ok. Rồi chúng ta sẽ chờ xem cái chuông này nó sẽ đổ vào lúc 22:23 và nó đổ trong 2 giây. Hy vọng là internet chúng ta nó liên tục để như vậy. Bằng cách này ta có thể canh giờ đồng hồ báo thức. Vậy là ta thấy có hai công dụng rồi, một là làm chuông báo cửa, tức là đứng ở ngoài nhà ta có thể dùng điện thoại thông minh để bấm chuông mà không cần phải đè vào nút nhấn và khi gắn nút nhấn ở ngoài nhà thì rất dễ có trẻ em nó phá, cho nên là mình chỉ cần dùng điện thoại là đứng ngoài cửa, là mình có kết nối wifi thì đã có thể điều khiển được chuông cửa. Và tôi
sẽ còn một chức năng nữa, mà ví dụ như một người thân ở nước ngoài mà muốn gọi điện Messenger cho mình, nhưng mà lúc đó là mình đang ở đâu, mình không ở gần cái điện thoại, thì người thân mình có thể mở cái app này lên và bấm chuông. Bấm chuông thì mình nghe được tiếng chuông là biết là có người cần liên lạc, thì mình lấy mình mở lên mình gọi Messenger lại. Đó. Đây là với cái điều khiển thông minh này thì chúng ta có thể ở bất kỳ nơi đâu, miễn là có kết nối internet là có thể điều khiển được, dù cho ở Mỹ hay ở bất kỳ lục địa nào. Kết nối được internet là ta sẽ điều khiển được. Ở trên đây thì tôi có làm mấy cái quạt hút, tôi đặt tên nó là quạt hút thì tôi mà để dùng để tắt cái quạt hút ở trong nhà vào ban đêm, và có thể hẹn giờ tắt cho nó. Còn cái này là bà tắt đèn sân thượng, tức là trên sân thượng thì có cái bóng đèn mà mỗi lần mà leo lên sân thượng thì suy đi xuống là hay quên tắt, thì tôi khỏi cần phải phải làm công tắc, tôi sẽ điều khiển từ cái thiết bị này, và rất đơn giản để tắt đèn lúc nào tắt cũng được, miễn là có cái smartphone ở bên. Tôi nhấn lộn, phải nhấn trên cái màn hình này, thì tôi lại nhấn lên màn hình máy của em. Lỗi internet cho nên chưa kết nối. Rồi tắt rồi. Rồi. Ngoài ra muốn bằng thiết bị khác vẫn có thể điều khiển được. Đây, iPad. Đây, thiết bị này là kết nối wifi. Ồ, mạng wifi. Kết nối wifi. Rồi tôi có thể điều khiển nó tương tự như cái kia, và bất kỳ thiết bị nào cũng có thể điều khiển được. Rồi bây giờ tôi sẽ cho xem bên trong nó có cái gì. Đây là cái dây cấp nguồn, như bao thiết bị phải có dây cấp nguồn. Đây là các cái đầu dây ra để điều khiển các cái thiết bị. Rồi cái chuông, tôi mở cái nắp này, tôi làm cái hộp này để dễ tháo lắp. Mở ra, ở đây có cái dắt để cần thiết thì rút dắt ra. Chúng ta có thể thay cái chuông này bằng một cái chuông báo hay hơn. Rồi nhìn vào bên trong thì ta cái đầu tiên ta thấy đó chính là cái cục sạc Samsung. Ở đây là cái đầu dây USB thì nó sẽ cấp nguồn cho cái mạch này. Đây là cái phít cắm điện của cái cục sạc. Thì nhìn vào đây thì ta thấy đây là chính là bốn cái relay. Bốn relay được điều khiển bằng cái dây bớt này. Dây bốn cái dây bớt 4 dây này là nó được điều khiển bằng cái con ESP. ESP. Đây, con này rất là quen. Mà lần có lần tôi đã giới thiệu ESP 8266 đó. Rồi con này sẽ nó điều khiển lên trên cái relay. Relay này là relay xoay chiều, có nghĩa là ta có thể gắn nguồn xoay chiều vào, điều khiển được nguồn xoay chiều. Rồi muốn thay thế sửa chữa gì thì rất dễ, cái hộp này rất là to. Đây, đây là sản phẩm IoT đầu tiên. Để làm được cái sản phẩm này nếu mà 10 năm trước thì chắc là không làm nổi, lý do là phải am hiểu rất nhiều về bên điện tử rồi bên viễn thông. Nhưng mà bây giờ thì năm 2020 thì mọi thứ trở nên đơn giản, thì chỉ cần là ta có cái ESP 8266
rồi ngay cả những cái mạch relay chúng ta không cần phải thiết kế, không cần phải vẽ gì cả, chỉ cần là mua nó về và đấu dây thôi, và đã đấu ra fit. Và thiết bị thì dĩ nhiên ESP là phải phải có chương trình nào, chương trình của nó rất là dài. Rồi, hy vọng là cái clip dài lê thê của mình đến đây thì các bạn có thể hình dung được cái IoT điều khiển thông minh như thế nào. Rồi, đây là điều khiển đèn lần nữa. Rồi, đó. Giờ ta tắt quạt đi. Chưa đầu tư nổi cái, chúng ta tắt quạt đi, tắt đèn đi, và ta tắt luôn cái quạt này, tắt luôn cái quạt này. Và chưa có đầu tư được cái giá, để rồi tắt nó đi, rồi bật nó lại, rồi bấm chuông. Rồi mở đèn lên, mở quạt lên. Rồi các bạn, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Cảm ơn các bạn đã xem.